Xin chào các anh em yêu cá la hán nhé. Hôm nay mình sẽ làm một video để hướng dẫn các anh em chị cái nấm đốm trắng cho cá la hán. Nấm đốm trắng ở trên vây và đuôi và trên thân. Đó. Hôm nay mình sẽ quay cái video này trực tiếp ở trên những chú cá la hán của nhà mình đang bị đốm ở vây, ở đuôi. Đây, như chú cá này đang bị nấm đốm trắng ở đuôi. Cái dòng cá mình đang nuôi đó là dòng la hán thái xích các bạn nhé. Mình nuôi từ cá bột và mình đã cho ăn chuồn chỉ, và đến bây giờ đã cho ăn chuồn chỉ và kết hợp với cá tép rồi. Đó, khi mà mình cho ăn những các cái thức ăn tươi sống mà sau khi đã giã đông như vậy thì rất dễ đến cái bệnh đốm trắng. Rất dễ cho các chú cá mắc cái bệnh đốm trắng đó. Do cái lượng thức ăn mà dư thừa, cá nó không ăn hết ấy, nó tồn đọng lại trong bể. Và nước thì chúng ta không thể thay thường xuyên được, sẽ dẫn đến bị sốc cá, cho nên là cá rất dễ bị cái đốm trắng đó. Hôm nay mình sẽ quay video để hướng dẫn anh em cái cách là đơn giản nhất, không cần phải dùng thuốc. Một cái cách đơn giản và mình đã dùng từ rất là lâu nay rồi. Đó là chúng ta cần phải có một cái máy sưởi. Đó, như trong clip đây. Đây là máy sưởi của mình. Và các bạn tăng nhiệt độ lên 31 độ C cho mình nhé. Các bạn lưu ý là khi mà mình để máy sưởi thì mình phải để máy sưởi ngập trong nước thì đạt hiệu quả tốt nhất. Và đây, nhiệt kế của mình đang thể hiện là nhiệt độ nước là 30 độ C. Như thế là đảm bảo yêu cầu. Khi anh em đã tăng được nhiệt độ nước lên cao như vậy rồi ấy, thì anh em sẽ tiến hành rắc một chút muối vào. Đó là cách rất là thông thường. Đây, như bình thường như chú cá này của mình thì mình sẽ dùng một thìa như thế này. Cái bể của mình ở đây là bể 60 x 30 x 42, tương đương với việc là đầy cái bể này, nếu như các bạn dùng đầy bể nước thì sẽ là khoảng 75 lít nước. Ở đây mình chưa cho đầy nước thì bể của mình sẽ khoảng 60 lít, thì mình sẽ cho khoảng 3 thìa như thế này. 3 cái thìa nhựa ở trong cái hộp nhựa mà nó bán ở ngoài tạp hóa ấy anh em. Đó, các bạn sẽ rắc trực tiếp vào trong nước. Các bạn chia đều ra 3 ô. Mình ngăn ra để cho những chú cá này nó không đánh nhau mà. Và đồng thời cũng là để ke cho đầu lên. Đấy, như chú cá này của mình bây giờ đã bắt đầu nhú đầu rồi. Đó. Anh em cho muối vào như thế này và để nhiệt độ 30 độ C. Cái đó là cái cách đơn giản nhất mà mình hay làm. Và cá nó sau 2 đến 3 ngày anh em làm như thế này thì cá sẽ khỏi và sẽ mất hết cái đốm trắng đó. Khi mà cá bị cái nấm đốm trắng sẽ hiện tượng là cá nó thường thường là sẽ, ví dụ như ở trong bể có cái gì đó, có cái chai lọ như thế này chẳng hạn, là cá sẽ đi cứ cọ mình vào. Cái lốm đốm nó rất là ngứa, cho nên là những chú cá sẽ đi sẽ cọ mình vào các cái vật ở trong bể và sẽ hiện các cái đốm trắng ở vây. Ở đây có thể video mình quay không được rõ lắm nhưng mà anh em có thể nhìn thấy đuôi đó, đuôi rất là nhiều đốm trắng. Vài hôm trước thì chú cá bên ngăn bên này cũng có bị và mình đã rắc muối và bên này đã khỏi rồi. Và bên này cũng khỏi luôn. Đó, chỉ còn lại duy nhất con em này thôi. Đó, mình rắc thêm muối như thế này. Anh em sẽ làm cách này rất là đơn giản thôi và hiệu quả. Nếu như mà cách này không hiệu quả, anh em rắc như này sau 3 ngày mà cá vẫn không khỏi, thì anh em có thể ra hiệu thuốc. Anh em mua một cái loại thuốc đặc trị. Đó. Đây, như mình mua ở đây. Và hiệu thuốc ghi rõ là thuốc trị nấm, chuyên trị đốm trắng, ghẻ ngứa mình, sát trùng nước. Và liên tục dùng thuốc trong 3 ngày, sưởi ấm 30 đến 32 độ C. Đó. Tức là cái lọ này của mình là 125ml. Mà ở đây người ta khuyến cáo là 10ml cho 100 lít nước. Như vậy là cái bể này của mình là đang là 60ml nước thì bạn sẽ dùng khoảng 1 phần 14 của cái lọ này. Cái thuốc này nó màu tím tím ấy. Đó, bên trong cái dung dịch thuốc nó màu tím ấy. Đây, mình sẽ rắc thử cho anh em xem.
thấy không? Thuốc khí giác của nước nó sẽ có màu tím tím như vậy. Nếu như mà muối không hiệu quả thì anh em mới dùng thuốc nhé. Thực ra mình cứ hạn chế để dùng thuốc là tốt nhất. Mình cứ dùng những theo cái cách đơn giản, nếu mà cá của mình nó khỏi thì cá nó sẽ rất là khỏe. Bên đây là mình chỉ dùng thuốc, mình chỉ dùng thử thôi chứ mình không dùng với liều lượng cao. Đó, mình sẽ cho thử một hai giọt thôi. Trong quá trình mà trị lấm như này thì anh em lưu ý là ít bật máy bơm nhé. Chúng ta chỉ bật sủi oxy, sục oxy và máy sưởi. Máy bơm thì chúng ta hạn chế bật, tại vì nếu như chúng ta bật thì nó sẽ hút hết những các cái chất mà có thể là sát trùng cho cá. Đó. Một cách chữa, mình làm cái video này cách chữa rất là đơn giản cho anh em thôi, anh em tham khảo. Nếu mà anh em chữa mà khỏi mà thành công thì anh có thể chia sẻ video cho những người khác chơi cùng xem nhé. Đó. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.